Ừ, chị xong rồi. Trời ơi em ơi, chị thay đổi rất là nhiều luôn đó em. Thôi hồi trước á, quần áo của chị đã là size XL rồi, bây giờ chắc là phải đổi hết qua size M mới được đó. Trời ơi, cái này là đổi hết nguyên cái tủ quần áo còn gì. Trời ơi, tao nói phải tốn tiền thay cả tủ quần áo luôn mới được á. Thôi nha, nhưng mà đáng nha, đẹp là được nha. Mà hồi nãy á, bác làm liệu trình cho chị xong á, bác đo lại là chị giảm bao nhiêu? Trời ơi, chị giảm tới 7cm vùng bụng luôn đó em. Lúc mà bác sĩ ra thông báo kết quả, chị đâu có tin đâu, chị hết hồn luôn. Phải hỏi đi hỏi lại bác sĩ tới mấy lần rồi mới tin đó em. Trời ơi, chúc mừng chị nha. À, mà em ơi, bác sĩ nói là sau khi mà điều trị liệu trình nè, thì nó sẽ thải ra váng mỡ phải không em? Đúng rồi chị. Trời ơi, ban đầu là tràn qua hai bên thấy không? Nhưng mà sau đó là eo ọt rõ dễ sợ luôn nha. Trời ơi, cái gì mà eo, này phải nói là siêu eo luôn đó em. Chị giảm được vùng bụng rồi nè, mai mốt chị qua chị giảm luôn tay chân luôn. Lúc đó cho chị thành siêu mẫu luôn đó. Siêu mẫu nha, lúc đó đẹp, ốm rồi đừng có bắt đền nếu nha. Mà em hỏi nhỏ nha, chị qua chị làm bên em á, khách hàng thì chị thấy là công việc bên em á, bụng không? Trời ơi, nói về công nghệ là phải khỏi phải bàn luôn đó em. Tại vì em biết sao không? Hồi trước á chị chưa có vô đây nha. Rồi chị thấy mấy chị khách mà sau khi sử dụng liệu trình của bên em á, trời ơi nó thích ơi là thích luôn. Chị ước gì được một phần của như vậy thôi cũng là mừng lắm rồi. Ai ngờ đâu kết quả vượt hơn cả mong đợi của chị nữa. Trời ơi, chị an tâm qua đây là tất cả khách hàng chỉ sử dụng một liệu trình bên em thôi, là một phương pháp bên em là độc quyền giảm mỡ siết eo thần tốc. Dạ, là đảm bảo giảm 100% luôn, đặc biệt là giảm vòng eo nha. Mà chị em hỏi nha, mà bây giờ dùng em giảm đẹp như thế này rồi á, chị có thấy, chị nghĩ là sắp tới cuộc sống mình có thay đổi không? Trời, chị nghĩ là sẽ thay đổi rất là nhiều đó em. Tại vì em biết sao, hồi trước á, đi ra đường á, chị đâu có dám mặc đồ ôm hay đồ body gì đâu. Áo chống nắng là chị chùm kín mít từ trên xuống dưới luôn, tại vì sợ ra đường ta nhìn thấy mình kỳ lắm. Rồi chụp hình á, chị đâu có dám chụp hết cả người đâu, chỉ dám chụp ở trên khuôn mặt thôi à. Còn bây giờ là có nhiều chụp hết, chụp từ trên chụp xuống luôn. À thiệt nha, nói chung á là em thấy khách đến với tiệm bên em á, là các chị làm liệu trình rồi mà còn sẵn sàng giống như là chịu quay phỏng vấn giống như chị á. Mình thấy thích ghê, mình cảm thấy là chẳng những là mình giúp cho người ta giảm mỡ được mà mình còn trao cho người ta một cái cuộc sống mới nữa.